cái món đồ được gửi về phòng từ FedEx. Thì cái này forward order từ lâu rồi, cái sim nó là nó là cái phone Samsung Ultra 512 GB. Thì forward order nó là từ ngày 11 tháng 2 tới bây giờ rất là lâu rồi. Mà tại vì forward order cái màu green á, cái màu đặc biệt á, thì cái màu nó có hàng lâu hơn, nó hiếm hơn là mấy màu trắng hoặc là đen. Thành ra hôm nay bây giờ order gần 2 tháng nó mới về, thì Phô mới cái này là Phô thấy vui quá thì Phô muốn chia sẻ niềm vui với bạn thôi. Thì Phô sẽ mở cái hộp cái phone Samsung Ultra S22 cho bạn xem nha. Thì đây, đây cái hộp đây. Cái hộp này là của FedEx nó gửi về. Chờ gần 2 tháng các bạn. Để bạn xem nha. Hôm nay tính kêu Ngọc làm dùm cái video này cho bạn xem chơi thì Ngọc không chịu làm. Ngọc bắt Phò làm thì Phò phải làm thôi. Đây, mời bạn xem nha. Phò rất thích cái phone này luôn. Lâu lắm rồi mới về. Chà, mà cũng khó giữ ha. Các bạn biết sao Phò thích phone này không? Phò xài tất cả là gần 10 cái nốt rồi. Cái nốt của Samsung đó bạn. Thì chỉ có cái Note 7 là bị nổ không xài được thôi, cái pin bị problem bạn. Thì Phone Phone xài Samsung từ xưa tới giờ rồi, Phone không có quen xài Apple. Thì cái phone này á, nó gần giống như là cái Note đó bạn, nó có cái viết á, đây là năm đầu tiên đi kèm thêm mỗi thân máy bạn. Thành ra Phone rất là thích cái này. Đây đây là món quà là Ngọc mua cho Phone đó. Đây của Samsung gửi về nè. Cái này cái receipt thôi, không có gì hết. Ok, đây mới là dây chính. Năm nay thì nó cũng như Apple vậy đó. Nó không có kèm theo cái cục sạc với lại không kèm theo cục sạc nên cái hộp rất là nhỏ nha bạn. Hộp rất là nhỏ với gọn. Đây gói rất kỹ nha bạn. Mà FedEx bữa giờ là Phone thấy nó bị delay Phone mấy lần rồi, Phone chờ hoài không được, bực mình lắm rồi đó. Phone tính return lại trả luôn rồi đó. Nó Phone chờ nhiều quá Phone quạo rồi. Nhưng mà ngày mai thì cuối cùng cũng gửi về. Nói rất kỹ nha bạn. Kỹ chưa? Mà thật sự là cái Phone nhỏ xíu à. Cái Phone rất nhỏ. Thì cái hộp màu xanh, cái phone màu xanh thì cái hộp màu xanh bạn thấy không? Trời ơi, nồng lắm nha. Cái này gọi là đập hộp cho bạn xem chơi thôi chứ còn không có review. Tại vì Phone cũng không có giỏi bằng mấy bạn review, thì Phone chỉ mở hộp bạn xem chơi thôi. Chia sẻ niềm vui với Phone thôi, Phone rất thích phone này. Tại sao Phone thích phone này? Tại Phone làm YouTube á. Cái phone này nó quay được nhiều cái, nó có zoom mà nó có ultra camera, nó có camera, nó có nhiều cái, nó 4-5 camera bạn, rất là tiện cho việc quay phim. Phone quay nhiều máy lắm, máy phone rất là nhiều, nhưng mà phone thỉnh thoảng quay phone, thỉnh thoảng quay máy lớn, thỉnh thoảng quay máy nhỏ, đồ chơi phone nhiều lắm. Đây mở hộp ra. Năm nay rất đơn giản luôn, chỉ có cái hộp vậy thôi. Mở hộp ra. Wow, cái màu xanh này à, fancy ha. Wow, nó đẹp thì mọi người. Đẹp quá. Đẹp quá, không nhớ tên luôn bạn ơi. Đẹp quá. Bạn thấy không? Cái màu xanh đẹp lắm nha. Nó đẹp hơn Phone nghĩ nha. Trong hình Phone thấy nó rất là xấu, nhưng mà ở ngoài rất là đẹp. À, hèn chi nó hiếm. Nhận thấy không? Hèn chi nó hiếm. Phô chờ 2 tháng rồi. Thế bạn thấy không? Đằng sau lưng nó có 4 cái camera. Còn cái kia là cái autofocus. 4 camera. Một cái ultra wide angle là cái này. Cái này là cái wide angle. Còn cái này là cái tele. Cái này là cái tele. Ở trên là autofocus. 4 camera. Cộng một camera trước nữa. Camera trước nó gọi là 40 megapixel. Camera trước thì quay selfie chẳng hạn vậy đó. Thì Phone đang quay cái phim này là bằng cái Note 20 Ultra, là cái Note cuối cùng của Phone đó. Phone thì Phone thích giữ cái Note này luôn, không có bán, tại vì
Không, bác không có trade in, tại vì cái nốt là cái nốt kỷ niệm của Ford đó. Tại Ford còn cái nốt cuối cùng mà, mấy nốt kia Ford trade hết cho rồi. Mỗi năm thì Ford trade cái lấy cái này lấy cái khác. Thì năm nay năm nào Ford trade lấy nốt hết trơn, năm nay thì nốt hết ra rồi. Các bạn biết nó discontinue rồi, nó không làm nữa. Thì thành ra giờ chỉ còn thằng này thôi. Bây giờ Ford mở lên thử cho bạn xem nha. Wow, đẹp quá bạn ơi. Đúng là đáng chờ đợi thiệt. Bởi vì Ford tính cancel Ford quạo quá rồi. Phải delay hoài, mới bạn xem nha. Đây. Quá đẹp luôn. Nhưng mà Ford ghét nhất cái phone này là nó không có cái micro SD card, cái độ đựng SIM bạn. Cái SD card, cái đồ mà cái thẻ, cái khay đựng SIM bạn, nó không có. Đựng cái những cái phone quay bằng bằng cái thẻ xong phải bỏ vô đây phone làm phim á thì nó lẹ hơn. Năm nay không có cái đó, tức quá. Cái Note 4 thì có này, nhưng bạn nhìn nè. Bây giờ start nè. À, để mình setup nha. Ok, mình agree đi. Agree hết. Rồi xong rồi nhìn nè. Wow. Quá đẹp ha. More. Agree hết. Đây, khi mình add cái wifi. Add cái wifi mình skip đi. Mình skip cái wifi đi, skip anyway. Đây. À, nó kêu mình copy cái data vào cái phone của mình á. Mình để sau đi, next đi. Later đi. Galaxy iPhone Select Source này đi, agree. Get connect cable wireless. À, giờ bắt mình nó bắt mình làm cái gì bạn, bắt mình transfer phần cái phone đang xài qua cái phone mới đó, để mình bỏ hết tất cả thì mình làm lẹ hơn, mình khỏi phải làm từ đầu, mình transfer qua thôi. Wow, đẹp quá bạn ơi, màu xanh rất đẹp. Nhìn hình mình không thấy đẹp lắm, nhưng mà mình tin là nó sẽ đẹp, tại vì Ford chưa giờ có cái phone màu xanh hết. Với lại một điều nữa là Ford xe Ford mua rất nhiều xe mà chưa Ford có chiếc xe màu này. Ford nói ngầu là Ford rất thích cái này, tại vì Ford không được mua được xe thì Ford phải mua cái phone. Thật sự Ford rất thích cái xe màu này, màu này Ford thích lâu lắm rồi. Bây giờ thì không mua được xe thì mua được cái phone. Xe giờ nó mắc quá bạn ơi, mua uổng tiền quá. Ford thích nhiều xe lắm, bây giờ mà mua uổng tiền quá. Thì chắc trước sau cũng mua chiếc xe to. Nhưng mà Ford thích mấy chiếc xe khác nữa. À, bây giờ ok vô cái wifi của mình đi. Hai wifi. Đây bạn, mình đang connect mà. À, connect quên cái password rồi. À, đây. Connect. Wow, awesome. Next. Đẹp đẹp ha, nồng lắm mình, với phone nồng lắm rồi đó. Chút xíu nữa là Ngọc cancel, là Ngọc làm xong rồi Ngọc nói mấy ngày là chưa về, Ngọc không muốn xài nữa. Cái hộp năm nay rất là nhỏ gọn bạn ơi, nó đang connect. Hôm nay cái hộp rất đơn giản bạn, cái hộp đi chung nó cho gì, nó cho được cái kim á, mình gọi là cái kim lấy cái sim ra bạn, có cái kim rồi. À, cho được cùng dây cây bồ. Cái dây cây bồ này là từ C qua C nha bạn, như C qua C, sắp xếp vậy thôi à, đơn giản. Rồi cho cái gai, cái start quick gai này cho nó chỉ cách xài. Pho chắc cũng chả cần cái này, này cũng xài phone nhiều quen rồi, không cần. Đó bạn thấy không, trong cái hộp này rất là đơn giản, không có gì hết. Đó vậy thôi à. Trong cái bồ nó xếp đơn giản hả, vậy thôi. Phong mua cái phone này là 512 GB, 512 GB thì cái giá của phone này là 1.400, giá phone này là 1.400. Thì Phong mua sớm nhất, Phong cái ngày nó mới ra 1-2-3 ngày Phong đã mua rồi.
thì phô có được cái deal là thay vì 1.400 nó bán phô 1.300 thôi, rồi nó cho phô thêm 250 đồng tiền tiền để mua quà các bạn, để nó mua quà muốn xài gì xài, phô lấy 250 đó thì phô được 250 đó, rồi cộng thêm nó cho mình chút xíu tiền thưởng nữa. Như phô trade cái phone Note 10, phô Note 10 phô là xài 2-3 năm trước rồi, bây giờ phô không xài nữa, phô trade thôi. Phô trade nó mua cái phone phô là 425 đồng, thì cái phone này 1.300 trừ đi 425 đồng thì phô trả 800 mấy, để khái tới mấy 900, nó xếp vậy thôi. Thì mỗi năm trade cái phone chơi để mình coi có gì mới, thực sự là phô chỉ thích camera thôi, chứ còn ngoài ra phô chả thích gì trong cái phone này, phone này ok thôi. Thì có cái viết, à quên giới thiệu bạn, hôm nay có cái viết nè, à đây, cái viết rất đẹp luôn nha bạn, màu đen, nhưng mà nó đi với lại cái viết màu đen mà cái đầu viết màu xanh, cái đít viết màu xanh, rất đẹp, trời ơi màu xanh đẹp quá bạn ơi, công nhận là mình quá đẹp, xứng đáng đây chờ, hôm nay có viết, cái viết rất mềm bạn, cái viết mạnh lắm, cái viết năm nay nó viết rất nhanh, không có trễ như cái năm mấy năm ngoái nha bạn. Cái viết năm nay mình viết gần như giống như viết thường vậy đó. Màn hình thì bạn biết rồi, rất đẹp thấy không, màn hình là sáng lắm, năm nay rất là sáng. Con mở cho bạn xem màn hình nè, à mình chưa setup xong không cho làm. Rồi chip thì chip mới Snapdragon, cái version là có Snapdragon bạn, Mỹ mình Mỹ không có xài mấy cái gì là Exynos này bạn ơi, Mỹ nó xài thằng Snapdragon không à. Còn gì nữa, rồi phone đơn giản vậy thôi. Mình ghét nhất là không có cái đồ đựng cái sim để mình SD card để mình làm phim á, cho nó lẹ cho nó gọn á, mình quay xong bỏ để mình làm gì nó lẹ lắm, nên computer thì nó mất thời giờ hơn. Đây đây, anh này bôi tròn rất đẹp, mà năm nay nó hơi dày, mình thấy cái nó dày nó ngoái nha bạn. Bây giờ mình phải kêu Ngọc, bây giờ nó còn miếng dán là mình chưa tháo ra, mà tại vì mình muốn kêu Ngọc dán giùm mình á, Ngọc khéo tay lắm. Chứ phô thì phô dở lắm, tay phô có khéo như Ngọc. Thành ra phô chờ Ngọc làm. Wow, đẹp quá. Ok, thôi thì phô chia sẻ cái niềm vui này thôi. Tại vì bữa phô chờ lâu lắm rồi. Thì để phô phải quậy cái phone này đó. Giờ chứ đi phô lấy cái phone này phô quay quay phim chơi. Đi vòng vòng quay phim cho bạn xem chơi thì có gì quay cái đó. Vậy là phô rất thích cái phone này ở cái điều là cái camera của nó bạn. Khi mà bạn quay chế độ mà Pro Video á, thì bạn có thể mix cái microphone với lại cái microphone trong máy với microphone rời, rất là tiện lợi nha các bạn. Mà mình quay thử cái tay Ngọc có một cái phone giống này mà quay rất đẹp bạn ơi, coi như đẹp lắm. Nhưng mà mình cái phone Ngọc thì mình quay chơi thôi, chứ mình không có chưa có bỏ lên cái phim nào hết trơn á. Ok, thì mình chia sẻ hôm nay, mình chia sẻ niềm vui cho bạn xem là cái phone nó mới giờ mình chờ 2 tháng rồi mình mới share cái niềm vui mình cho các bạn, chứ không có khoe khoang gì cả, cái này chả là cái gì hết. Thì mình xin hẹn các bạn lại clip sau nha. Ok, và sau các bạn, bye bye.